sĩ Lưu Bích luôn muốn tìm được một nửa thấu hiểu sau đổ vỡ hôn nhân. Sau đổ vỡ hôn nhân, ca sĩ Lưu Bích luôn muốn tìm được một nửa thấu hiểu, đồng hành với mình, chia sẻ những điều trong cuộc sống. Khi tình hình di chuyển giữa hai nước sau dịch bệnh dễ dàng hơn, ca sĩ Lưu Bích đã thu xếp thời gian về thăm quê nhà. Mục đích lớn nhất của cô chính là thực hiện các show diễn để có dịp hội ngộ khán giả sau nhiều ngày xa cách. Nữ ca sĩ có hơn một tháng công tác và nghỉ ngơi tại quê nhà. Bên cạnh những hoạt động thăm người thân, tụ họp bạn bè, Lưu Bích có buổi biểu diễn đầu tiên tại Vần Ơi mở ra. Xuất hiện trong đêm nhạc, cô diện dâm ánh bạc, mái tóc uốn nhẹ bồng bềnh. Nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen với diện mạo trẻ trung dù đã tuổi ngoài 50. Giọng ca Ngày Anh Đến chia sẻ bản thân luôn ưu tiên chọn những kiểu trang phục đơn giản, thoải mái và dễ di chuyển để đến gần với khán giả hơn trong không gian ấm cúng. Tuy nhiên cô vẫn luôn chỉnh chu, cân nhắc trong từng thiết kế để tạo nên hình ảnh đẹp trong lòng người hâm mộ. Cô bất ngờ khi đã khá lâu mới đứng trên sân khấu Việt Nam, nhưng khán giả vẫn đến rất đông đủ để ủng hộ cô. Nhìn những hàng ghế được lắp kín bởi người hâm mộ, Lưu Bích càng có thêm cảm xúc để cháy hết mình trong âm nhạc, nữ ca sĩ bày tỏ. Lưu Bích rất vui và hạnh phúc khi được khán giả chào đón nồng nhiệt sau mùa dịch Covid-19. Không gì hạnh phúc bằng khi trở lại và hát phục vụ quý vị. Nếu được hỏi thanh xuân của Bích là gì, thì chính là được hát và hát thật nhiều trong vòng tay yêu thương của khán giả. Thấy được sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả, Lưu Bích đã thực hiện hàng loạt show diễn không chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh, mà còn ở Hà Nội, Đà Nẵng, Đà Lạt. Thời gian một tháng khá ngắn, nhưng nữ ca sĩ muốn được đến những nhiều sân khấu gặp gỡ khán giả. Theo nữ ca sĩ, đây cũng là dịp cô kết hợp cùng du lịch, ngắm cảnh quê nhà sau thời gian xa xứ. Dù lịch trình ở Việt Nam dài đặc, nhưng Lưu Bích vẫn cố gắng sắp xếp với ekip để thực hiện MV ra mắt ca khúc mới gửi tặng khán giả. Sau những câu chuyện không hay trong hôn nhân, nữ ca sĩ vẫn sống độc thân. Lưu Bích luôn muốn tìm được một nửa thấu hiểu đồng hành với mình, chia sẻ những điều trong cuộc sống. Tuy nhiên, cô quan niệm mọi thứ phụ thuộc vào cái duyên và định mệnh, nên không vội vã đi tìm, mà để mọi thứ theo lẽ tự nhiên mà đến.